Hãng hàng không Vietjet vừa chính thức khai trương thêm 4 đường bay kết nối với các điểm đến hàng đầu của hai nước Việt Nam và Ấn Độ, bao gồm đường bay thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, Mumbai và Phú Quốc, New Delhi, Mumbai, nâng tổng số đường bay của hãng này khai thác giữa hai nước lên 6 đường bay. Đường bay Phú Quốc - Mumbai sẽ được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi một tuần vào thứ Ba, 5, 7 Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2022. Các chuyến bay Phú Quốc - New Delhi bắt đầu cất cánh từ ngày 9 tháng 9 năm 2022 với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Tư, 6 Chủ nhật. Các đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội - Mumbai sẽ được đưa vào khai thác từ đầu tháng này. Trước đó, hai đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội - New Delhi cũng đã phục hồi trở lại từ tháng 4 với tần suất 3 đến 4 chuyến mỗi tuần cho mỗi chặng. Hành khách có thể mua vé bay đến Ấn Độ với giá khởi điểm chỉ từ 427.000 đồng một chiều, chưa gồm thuế phí.